Hello cả nhà, đây em mới về từ Nhật về luôn nè cả nhà. Một em đồng hồ Casio phiên bản rất là đặc biệt luôn nha. Đây là Casio Edify nhưng mà là phiên bản giới hạn, phiên bản FIFA World Cup nha cả nhà, năm 2006. Đó, đây. Dây đề mi vàng. Cực là đẹp luôn, FIFA World Cup nha. Đây. Xách tay từ Nhật về luôn, FIFA World Cup bản của Đức năm 2006 rồi cả nhà, được diễn ra tại Đức đó cả nhà. Đó, đáy xoáy luôn, chống nước hình như là 100 m nha. Rồi thì nó chạy cơ chế là 6 kim, size của nó là 40, size của nó 40 nhưng mà càng của nó là 58 lận, thì suy ra size của nó tầm 41 42 nha cả nhà. Đó, ví dụ tay phải là 10 16 đổ lên, dây dài nha. Dây 20 đổ về. Đó, quá trời đẹp luôn. Rồi, nó chạy cơ chế là 6 kim. Mặt là kim cọc rồi mạ vàng hết luôn nha. 6 kim và đặc biệt con này là bấm giờ thể thao 1 trên 100 nha cả nhà. Đây, 1 trên 100. Chạy phà phà luôn và đặc biệt kim góc 12 giờ là kim trôi nha. Mặt caro nè, đó 3D rất đẹp và có hình chiếc cúp. Bấm giờ thể thao độc lạ nha cả nhà. Đó. Thép đúc nha, dây đề mi cực kỳ hiếm gặp luôn và giá nếu mà đấu giá tại Nhật thì rất là cao nha cả nhà. Đó. Dừng nè, reset nè. Đó. Rất là đẹp, full chức năng như vậy là quá ok rồi cả nhà ơi, không thể mà tìm một con mà thể đẹp hoàn chỉnh hết một mới 100% được. Nếu mà mới 100% thì giá nó sẽ khác đó. Rồi em bán con này là 1.850.000 bao ship nha. Đó, một em duy nhất nha cả nhà, nguyên hộp luôn đó, nguyên hộp từ Nhật về luôn đó. Chạy cơ chế 6 kim, bấm giờ 1 trên 100 và kim trôi nha cả nhà. Đó, hàng có sao em tả vậy. Dừng nè, reset nha, cực độc luôn. Rồi em mời cả nhà nha.